Xin kính chào ngày mới quý vị khán giả miền Tây hôm nay, dự báo là khu vực Tây Nam Bộ hôm nay khả năng là vẫn xuất hiện nắng nóng cục bộ. Những nơi mà có mức nhiệt cao nhất ở đồng bằng sông Cửu Long là tại Cao Lãnh và Châu Đốc với mức nhiệt là 35 độ C. Còn lại các nơi khác phổ biến trong ngưỡng là từ 33 tới 34 độ C, trời cũng khá nóng. Tại thành phố Cần Thơ thì khoảng 1 đến 2 tiếng tới là lúc mà dịu nhất trong ngày. Lúc 8 giờ sáng mức nhiệt là khoảng 28 độ C và vào lúc 10 giờ thì trời nắng và nóng hơn, càng đến trưa và chiều thì nhiệt độ sẽ càng tăng cao, cao nhất ngày là khoảng 33 độ C vào lúc 14 giờ chiều. Phải đến chiều thì bầu không khí mới bắt đầu dịu dần khi mà có gió thổi đều còn với những quý vị nào mà ở thành phố biển Phú Quốc thì sẽ có thời tiết dịu hơn so với ở trong đất liền. Khi mà dự báo nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là khoảng 32 độ C, vẫn rất là thích hợp cho những kế hoạch vui chơi và tắm biển vào dịp cuối tuần. Lịch trình tàu thuyền nào mà ra vào đảo Phú Quốc hay cũng như là ở Phú Quý, Côn Đảo, Nam Du và Thổ Chu, nhìn chung thì thời tiết rất là thuận lợi, trời có nắng, ít mưa, gió không quá cấp 5 và tầm nhìn xa trên 10 km.